chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube của mai lê quý vị và các bạn thân mến trong cái video clip ngày hôm nay mai muốn chia sẻ với mọi người về những chữ ký rất là bá đạo của người việt nam khi quý vị và các bạn xem qua có thể phá lên cười vì có những chữ ký rất là hài hước và sáng tạo như mọi người cũng đã biết mỗi người chúng ta đều có một chữ ký riêng biệt và nó cũng là dấu ấn riêng cho mỗi cá nhân tuy nhiên có những chữ ký rất là độc đáo và khi xem qua chúng ta phải mỉm cười mời mọi người cùng theo dõi những hình ảnh sau đây trước tiên là chữ ký bá đạo của những người tên tấn một tấn là bao nhiêu ký vậy các bạn hãy xem chữ ký của anh trần văn tấn sau đây tiếp theo là chữ ký bá đạo của những người tên thủy thủy tượng trưng cho nước và trong môn hóa học mỗi người chúng ta đều biết công thức của nước là H2O sau đây là chữ ký của anh Bùi Văn Thủy và sau đây là chữ ký của người tên Cương chữ ký này cũng rất sáng tạo và có chút phản cảm đối với nhiều người anh Nguyễn Văn Cương ký tên như thế này nếu bạn nữ nào tên Hương thì sẽ ký tên như thế nào hương còn gọi là nhang của người miền Nam. Chúng ta thường đi chùa đốt hương hoặc đốt nhang. Và chị Nguyễn Thị Hương ký tên như thế này. Ti là một cái tên người Việt Nam thường đặt cho con mình. Và ti cũng có nghĩa là một bộ phận nhạy cảm phía trước của phụ nữ. Mời quý vị và các bạn xem anh Chu Hồng ty ký tên một cách sáng tạo và hài hước sau đây. Trong toán học, chúng ta có học qua đường xin và ký hiệu của nó. Sau đây là cách anh Trần Minh xin ký tên của mình. Hoa là cái tên rất thông dụng của những cô gái Việt Nam. Nếu bạn có tên Hoa thì bạn ký tên như thế nào để chữ ký nói lên được cái tên của mình? Chúng ta hãy xem chị Đào Thúy Hoa ký tên như thế này sau đây tuy không được đẹp sắc sảo nhưng nó cũng là một bông hoa tượng trưng cho người tên hoa trong số người việt chúng ta có nhiều người là tuổi tý và cha mẹ đặt luôn tên cho con mình là tý ai cũng biết tý là tượng trưng cho con chuột và sau đây chúng ta hãy xem anh trương văn tý ký tên mình như thế nào Thảo là cái tên rất dễ thương mà cha mẹ Việt Nam thường đặt tên cho con gái yêu của mình, chỉ mong lúc nào con lớn lên cũng hiếu thảo với cha mẹ. Nói về sinh vật học thì thảo cũng có nghĩa là cỏ. Hãy xem cô Ngô Thanh Thảo ký tên mình ra sao sau đây. Còn những người tên sao thì sao? Họ ký tên như thế nào? Chắc quý vị cũng đoán ra họ ký tên như thế nào rồi đúng không? Hãy xem cô Vũ thị Ánh Sao ký tên rất đơn giản và dễ hiểu sau đây. Vân cũng là một cái tên rất thông dụng mà cha mẹ đặt cho con gái cưng của mình, giống như đã nữ Ngô Thanh Vân. Vân cũng có nghĩa là mây, giống như đèo Hải Vân dưới biển trên mây vậy. Hãy xem cô thân Ánh Vân ký tên mình như sau. Thật là đơn giản nhưng nó nối kết được cái tên của mình đúng không? và sau đây là chữ ký của những người tên Tiền. Ký hiệu của chữ Tiền thì chúng ta đều biết, nhưng dùng nó để làm chữ ký thì thật là bá đạo. Hãy xem chị Lương Thị Tiền ký tên của mình sau đây. Hải Yến cũng là một cái tên đẹp của một người phụ nữ, nhưng Hải Yến ký tên như thế nào cho phù hợp với cái tên của mình? Chúng ta hãy xem chị Lê Lưu Hải Yến ký tên mình như thế nào nhé. Đây là ký hiệu của đồng tiền Yên Nhật Bản. Cô Lê Lưu Hải Yến đánh thêm dấu sắc vào thì nó trở thành tên Yến. Quý vị và các bạn thấy có sáng tạo không? Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số chữ ký rất là bá đạo của người Việt chúng ta. Mai muốn chia sẻ trong cái video clip ngày hôm nay hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút giải trí thoải mái qua những hình ảnh chữ ký đầy sáng tạo và hài hước này quý vị và các bạn chấm điểm thử xem cái chữ ký nào trong video clip này là bá đạo nhất riêng mai thì chữ ký của anh nguyễn văn cương là quá bá đạo mà chúng ta không tài nào nghĩ ra được anh nguyễn văn cương thật sự có một đầu óc cực kỳ sáng tạo và không kém phần hài hước cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và tiếp tục ủng hộ kênh youtube của mai và xin chúc tất cả mọi người có được một ngày vui và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại lần sau